đâu trừ, mà Ngọc chờ ông, chờ ông trừ nó đó, tại vì con ổng mà là nó nằm trong ngũ hành đó chứ đâu. Ma Dương nó nằm trong ngũ hành đó nghe ông Từ Thông, ông dẹp được, ông dẹp đi, ông dẹp được đó. Bây giờ mấy người mà xưng hô á, xưng hô cấp bậc cao đó ha, là ông dẹp đi, ông dẹp rồi tôi mới sợ ông. Ông dẹp được tôi sợ ông á, tôi bái phục ông luôn. Nói thiệt luôn là có Ấn Ngọc Đế thiệt, bốn người đó. Nói thiệt, nếu mà ông Tự Không này, nếu mà ông có thiên lệnh của trời đất, yeah, thì ông dẹp mấy người này được là tôi bái phục ông. Đó. Đi tìm mấy cái đó thôi, kiếm thầy mà. Tìm thầy á, ai biết cô này là người đó là thầy của cô, tìm sao ra. Khó tìm nói không? Khó lắm, mình đi tìm thầy khó lắm, thầy tìm mình chứ mình tìm thầy không có được. Rồi đi nghe, sợ mà lớn người ta không chịu, bởi vì thôi đi học đi. Đi linh binh á, mấy người, nhiều người đi linh binh cũng thấy còn đẹp thầy, lắm. Thầy giả, thầy... Không, linh binh á, cũng như không bờ, không bến, rồi nấu thầm sàm mà ta không có chịu. Đi tìm thầy của người ta đó. Thầy là tất nhiên vậy, biết nguồn gốc của người ta như thế nào. Thì giờ nguy hiểm quá. Giờ nguy hiểm lắm. Giờ thôi chính bản thân mình đi. Đi lang thang với tiền hết. Tiền mất thật mà. Rồi cái vụ bốn mình thiên đó, tưởng nó tà lơn tới chừng á, cô nàng đó hành năm rồi nè, cũng tháng này nè, cô Lợi cô kể trên bốn mình thiên á, trên Châu Phú đi lên. Cái tôi giật mình. Ủa sao có bốn mình thiên, nó có ở trên danh giới Long Bình trên á, mà kể là hai dòng nước, bên nước trong bên nước đục. Nghe câu đó mà nó ngay năm rồi á, nghe câu đó thì cũng không mơ màng gì. Rồi mấy tháng nay nè, ngồi mình đi bốn mình thiên coi ra làm sao, rồi cái cũng như cái ấy mình muốn đi á, muốn đi với bển đi xem cảnh. Nó vậy thôi chứ có gì đâu. Còn ở bển bữa hổm mấy cô nàng cô đọc thơ gì đó thì nói chơi vậy, theo hùa theo người ta cho vui vậy, làm bạn cũng như làm ăn đi tới xứ người ta vậy đó. Thôi dân mê rồi, bữa hổm nạp cho bà Năm nó rồi cắt rồi, cắt rồi. Phe cô Nhi đó, phe bà Năm á nghe, bà ca hát thì không có nói chuyện nhiều, cái bà chủ nhà đó đó, cái bà điện mình tưởng đâu chuyện gì, điện là cái bà làm cắt, thôi cô cắt luôn, cô nói. Nói vậy chứ cô đi nói đùa vui chứ cần gì nhà quen. Đi qua đó là xem cảnh rồi đi về, không về ngủ nhà trọ, chỗ du lịch mà. Chỗ bốn mình thiên là chỗ du lịch. Chưa du lịch. Chưa hả? Chưa. Rồi sao có người ta đi bến ta làm gì? Là đi qua bên miên có cây cầu, đi qua miên đó là ta làm gì? Chơi cái gì? Chơi đi khám này kia nọ thôi. Tham quan. Đi tham quan vậy thì ta cũng có cái chuyện đó. Thử là cô hai đi lên bún mình thiên chánh là hẹn đi chánh đi có cái cơ gì chánh chứ. Không, trời ơi, đi tham quan chơi chứ cơ gì. Dạ. Nói bún mình thiên hồi ngày xưa là vui Gia Long ngự chỗ đó đó. Không, cô không có nghe vụ mà vui Gia Long nó là hai dòng nước thôi. Thì rồi bữa hổm bà nè, tôi bả đọc thơ gì mình nói cho vui cái câu thơ cái văn á, nói theo văn tự cô rồi nó ngay, nói theo văn tự. Chứ ai biết cái gì chánh. Bây giờ cô đi mấy cửa khẩu là, bây giờ cô đi mấy cửa khẩu nè, Tịnh Biên, ở Hà Tiên vậy cô đi với trên Vĩnh Sương, cô đi rồi nha. Cái cửa khẩu ở trên Vĩnh Sương buồn chết, không ai đi chứ, buồn hiu à. Vậy? Không ai đi cái cửa khẩu đó trên Vĩnh Sương đi lên á, ở chợ Giàm chạy lên Vĩnh Sương đó, rồi đi qua cửa khẩu dán theo à. Cửa khẩu thì ghê quá, dán không có nhà luôn á. Vô núi nổi á, cái vô cái đó thấy buồn chạy vô núi nổi. Núi nổi có cái chùa một hà, xanh quanh cũng ít tay ở, giờ chắc ở nhiều rồi, ta mở lộ nhà nước, ta mở lộ khu dân cư chắc ở nhiều rồi đó, cô đi thì nó ít. Rồi giờ nghe cái cửa khẩu Long Bình cô rồi đó, cô nghe là cửa khẩu Long Bình này nè, cái ở Long Bình này ta đi làm mắm á. Yeah. Ở dưới quê ta làm mắm cá dữ dằn luôn. Em mới là clip là nói tháng 7, tháng 8 này là công chuyện tới luôn đó cô ơi. Ai nói công chuyện gì, khoái hỏi công chuyện gì. Là như sấm nổ là đời tới dân chúng mình khổ năm mèo này nè. Là nước nó lũ lụt đó, rồi như là người ta mình bò lên ngển dưới nước luôn á. Chô. Lên núi chốn luôn á. Tôi lạ luôn đi, cái ông này nói. Mới là clip nè. Ôi, sợ quá. Mấy ông này nói thiên cơ tôi sợ quá. Cái đợt rồi đó, cái ông vua thằng Nông với ông Thích Từ Phong đó, con hai có nghe có biết không? Ông Thích Từ Phong của ai lên nè? Rồi. Quá trời,
ông nghe tôi còn cô còn ớn nữa à, sợ quá trời rồi ông thích từ không ổng chứ ông Ba Lực đang mà ông Ba Lực đang thách đấu với ông thích từ Phong đó. Ôi quá rồi cấp này ha, ông Từ Phong ổng là chức vụ gì cô không biết nghe à. Thở này cái mặt ổng nhấu đá phi mẹ luôn à. Mà ông Từ Phong á ổng như là trong cái ban xã hội đen ra gì đó, giờ mới mặt cô sợ á. Dạ. Ông Từ Phong nó dòm sao mà ổng như ban xã hội đen vậy á, ghê quá trời ghê rồi. Chọc ai đừng chọc ông đó, ghê quá. Rồi. Ghê hả? Ghê thiệt luôn á. Gớm quá trời gớm. Rồi rồi ổng với ông vô thằng Đông bây giờ đây ông đòi rút điển của ông vô ai, vô ai, thằng Đông lại rồi nhớ ông Ba Lực giờ ông hẹn chứ mà ông quánh vô gì với ông Thích Từ Phong là 10 quánh là Thích Từ Phong 12 ngày đó. Qua tài rồi ổng cầm cái điện thoại lên mạng. Cô nói nghe lạ lạ, cô coi, yeah. Cô nghe, nhưng mà coi một clip thôi, cái ông này ông nói chuyện như thế nào. Ông điện thoại, ông kêu ông đè, mà phe của ông là gì á, kêu ông kêu ở trong điện thoại, ông cầm về nè, ông đưa lên mạng, ông cầm điện thoại, ông kêu ông đè, là sai ông đè nghe, ông lệnh là lệnh thiên, lệnh gì đó, đồ ông nghe nói còn giỡn ốc. Ông thu điển của Huệ Hoa à. Ông kêu mấy ông đó là mau mau gì thu điển Huệ Hoa, thu điển của thằng Ba Lực gì. Ô ông Long thu điển nhóc trơn rồi ông kêu cái phe của ổng á. Không biết cái ông đó chức vụ gì không biết, trong điện thoại nghe ông nói chuyện trong điện thoại á. Là đi xuống các bệnh viện là thu mấy đứa mà phá thai á. Mấy đứa mà phá thai đó rồi đặng đem về gì đó không biết, về gì đó không biết. Ông kêu ôi cô sợ quá, cô sợ luôn á. Ông nói ông có lệnh thiên gì đó là gì đó, ôi tùm lum ông đấu gì chữ tướng, chữ tướng không biết kêu gì quá tài rồi. Thôi cô nghe cái đó cô mắc cô sợ thiệt. Thôi mà thấy à, mà vô thằng Long với ông Thích Từ Phong nó đấu vừa nhau không à? Ông vô thằng Long chắc không lại ông Từ Phong này đâu. Không lại tại vì ông Từ Phong này ổng là nói mẹ đi ổng ấy chứ thằng Nông này không có cái đó đâu, ổng không lợi đâu. Tại không lợi là gì không? Dạ. Nói vậy biết rồi, về cái xã hội đó. Dạ. À, thua cái xã hội thôi, nhưng mà nói chung ông thằng Nông này ổng có tiền á thì ổng đấu với dân được, cũng như ông đem gãi dân thì dân binh ổng. Dạ. Còn nếu mà ổng có tiền là thôi chuyện này đấu rồi. Cô nghe có clip một vậy thôi, cô không nghe nữa. Nói chung cô không nghe nữa, thôi mình nghe chi mình gia chạm tới mấy người đó là gì. Ông Ba Lực nói thằng Lực quá không biết có rồi, nói sao ớn quá. Với còn bây giờ Hải Âu quá với ông Ngô Tấn Kiệt vậy hả? Bây giờ á cô thấy trên mạng này đó, nói chung ra họ hùng hào á, gọi là hùng hào á. Dạ. Tất nhiên lại nói người ta hùng hào, ta có chức có quyền của cái thế giới này đó. Ừ. Là cô thấy bốn người. Dạ. Rồi bốn người này nè, một ông Chí Trung, ông chữ còn ấy chi Chí Trung này chữ chi, ông lo ông tu đi, tôi nói ông rồi, ông lo ông tu đi để ông nhìn thế gian. Nếu người tu là để nhìn thế gian, đừng có chữ ai hết. Yeah. Tôi nói rồi mà không ai gì, mấy ông này thiệt tình đi khiêu khích ta làm gì, rồi sau này nó đi đến với mình làm không có lợi người ta ha. Bây giờ nè thấy bốn người rồi đó, ở bên Mỹ á, đều bên Mỹ là ông Ngô Tấn Kiệt. Nói chuyện nghe hùng hào đó, nói chuyện là Đài Loan này có con Hải Âu, còn Việt Nam mình thì có Ba Lực với ông Từ Phong đó, là gọi là chủ tướng, gọi là thiên lệnh gì, là bốn người này đi rồi để coi coi. Đừng có chửi mấy người này, còn mấy nhỏ thì xếp view hết rồi. Bây giờ để bốn cái này đấu với nhau chứ không là cũng như cái này là có, là cũng như ông nào cũng có thiên lệnh mà đấu đá với nhau. Còn nếu mà ông Ngô Tấn Kiệt đó, điều ông Tự Phong này chắc không lợi đâu, đấu gì xét xã hội là không có lợi. Ừ. Nó thiệt, tại vì ông Tự Phong này ông có kinh tế. Ừ, ông rồi. Đi giúp cho xã hội là ông mình nên ông thôi. Ông chơi với cũng như là ông là nói ra là ông chủ tướng của cái bực là cũng như không có trên thế giới. Nói nè, nếu mà bốn người này đấu đó, để nói nè, ông Tự Phong này thua là thua cái gì? Về mặt của thế gian ông thua, nó thua mà thua ông Ngô Tấn Kiệt. Tại ông Ngô Tấn Kiệt ông bên Mỹ ông rất là giàu. Dạ.
ông đưa về Việt Nam này là mua đất nhiều, hàng đệ tử của ông rất là nhiều, yeah. Phải không? Binh vực ổng thì nói thế gian đi, còn con gì heo, con hải âu nó cũng có về bên đây rồi, một hai lần nó cũng bèo phái gì bên đây về, đệ tử của nó cũng cung cấp tiền tài tài sản cũng tiền bạc, yeah. À còn hàng Ba Lực cũng vậy, nó cũng cho tiền của dân chúng cũng mới rồi, còn ông Từ Phong này chưa có giúp cho ai, là ông Từ Phong này về mặt thế là ông thua. Ông thua, ông làm không có lợi như mấy người, bốn người này, ba người này đâu. Không, tại không, tại vì cái phần này nói bên phần Dung Di quánh nhau, bên Dung Di nói bên Dung Di thôi chứ. Không, bây giờ ổng là nói rồi, ổng là thua thế gian, ông Từ Phong này không có thế gian nào mà nói tới ổng đâu. Yeah. Ông làm cái việc của ổng thì kệ ổng, nhưng mà người ta không có nhúng vô của ổng. Ừ. Tại vì ông làm gì, ông làm cái chuyện đó, hình tướng hay là không hình không tướng, đối với bốn người đó. Nếu mà ông Tự Phong này, nếu mà ông có thiên lệnh của trời đất, yeah, thì ông dẹp mấy người này được là tôi bái phục ông. Đồ, vậy là phải... Thiệt luôn, ông nào quá trời người dẹp được không? Kêu bằng dẹp là người ta đừng lên tiếng nữa đó. Ừ. Đừng có lên mạng nói là phong thần hay là nói là ta là cái này là ta là kia đó, những người đó xưng công đó. Yeah. Còn mấy con này thôi không nói, như mấy cái người mà lên mạng múa ghìa thôi không nói. Ông Từ Phong ông làm bốn người này đi, ba người này đi, một là nước Việt Nam mình Ba Lực, cũng như ông làm sao mà ông làm sao dẹp đừng lên mạng nấu phong thần nữa, là ta là cái gì. Rồi ông Ngô Tấn Kiệt bên Mỹ nó với con hay không qua hôm nay giữ rồi sưng tới bước mình giống chú trời trời tôi sợ luôn á. Ông thích Từ Phong, ông nói bây giờ là ông được, ông không có cần quánh mà ông Ba Lực mà quánh mà ngấy nữa. Không dê vậy, không bây dê. Giờ là ông đưa cái lòng khỉ vô cho ngứa trời à. Thì không biết nghe ông làm sao, không biết bây giờ nói giờ tôi nhắn gửi ông Từ Phong nè. Vậy đó. Ông thích Từ Phong á, bây giờ tôi nhu cầu ông. Bây giờ chắc tôi nói đây ông nghe mà. Nghe. Bây giờ tôi là một người phàm phu tục tử, đúng là rồi. Một người là sống trên đời nè là khỏi gọi là khổ ải gì đó. Trời ơi, nghèo khổ nhiều thứ, tôi già tôi không biết cái bậc đó là bậc gì. Nói về bậc thiên bậc địa gì tôi không biết, tôi là người phàm đây. Bây giờ tôi nghe ông Tự Phong này lên mộng quá, lên mạng kêu bằng á là ông nói ông diệt trừ những cái người mà bằng du di gì đó, và tôi nhu cầu ông dẹp mấy cái người mà xưng này cho tôi đây. Tôi mới bái phục ông, nói thiệt luôn á. Giờ mấy người mà xưng mà ta là thầy Đức Bình Vô Chủ gì hoặc thầy Tây An đó quá rồi, ông Ba Lực này ông xưng thần nông Phục Khi gì đó, thần nông Lục Tổ đó, Đức Lục Tổ đó. Bây giờ cái này bớt rồi, cái này hết xưng Lục Tổ rồi. Hết rồi, bây giờ Phục Khi thần nông Tài Thiên qua Tài Thiên. Không, Tài Thiên không nói đi, cái màn lớp á, cái Tài Thiên màn lớp để phong thần nghe chơi. Bây giờ ông xưng là Phục Khi thần nông là với bà nữ qua là cùng một lượt, là cái chu kỳ người ta gọi là cái đó quyền thoại, là cái đời đó là đời thứ nhất để tạo ra con người mình nè. Là bây giờ tới ông Quỳnh Đế đó là thời kỳ thứ hai. Bây giờ ông Tự Phong này làm ơn, ông có mạnh mẽ, ông có bản năng, ông có lệnh thiên lệnh địa gì cáp cho ông đó, ông có cái lực thì ông quán cho mấy người này sụp đổ hết trơn. Đừng có lên mạng mà xưng ông này Phật trời hay gì đó, là tôi mới bái phục ông Từ Phong này. Tôi nói hồi nào giờ chưa có ai mà mạnh lực của thế gian này hết trơn á. Còn nói về đồng tiền á, thì ông Ngô Tấn Kiệt là ông giàu, tôi đồng ý. Ông bên Mỹ là ông giàu đi, nhưng mà ông quá tại ông xưng là ông là vua Kiệt, ông là cũng như một ngày nào ông về đất nước Việt Nam là ông là Đức Quỳnh Giáo Chủ vậy. Ôi trời ơi, nghe nói tôi sợ với con hay ao. Bây giờ nói như vậy đó, thì giờ ông Tự Phong này ông có mạnh lực, ông có năng lực thì ông đánh là mấy người đó cho sụp đi. Tôi mới sợ ông Tự Phong này đó. Là tất nhiên tôi tin ông Tự Phong này là có là thiên lệnh gì, ngọc ấn gì của thiên đình giao cho ông. Ông mới làm được cái chuyện này. Đúng rồi. Nếu mà nói chung có ngọc ấn ngọc đế thì có làm mấy người này tiêu diệt. Đúng rồi. Được chưa? Thế vậy là mình mới lên tiếng. Còn ông nói mà ông làm được thôi, ông đừng lên mạng nữa nghe ông Tự Phong. Tôi cam đoan với ông luôn nè. Nếu mà nói về lệnh và cái ấn của ông Ngọc Hoàng là tên gì, cái ấn là hiệu gì, phải cho tôi biết. Ông lên mạng là cái hiệu gì cho tôi biết, tôi mới tin tưởng, tôi mới tôn trọng ông nghe ông Tự Phong. Chứ ông nói mà ông làm mấy người mà xưng hô này với con quậy qua mà ông dẹp nó thôi, ông đừng nói lên mạng nữa nghe. Tôi không để ông đó, tôi nói thiệt luôn đó. Quậy qua nữa đâu mà
qua này không biết xứ nào là của thằng Thiện á, thằng Hướng Thiện gì ngon Khôi á, không biết nói xứ nào mà lên mạng hay gớm quá rồi nó nói là Phật thầy Tây An về dắt nó đi lòng núi vậy ta, rồi tôi sợ quá nó lại đặng kiếm tiền, nhỏ đó kiếm tiền thiệt nó là đúng là kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền hết là nói cỡ mới quen thôi. Nói cho giữ đồ rồi gốc rồi được cái gì, nói nằm chim bao cũng đem ra nói nữa. Đó bây giờ bấy lâu nay tôi chưa gặp người nào mà như ông Tự Không này. Hồi hôm ngoái hôm nay tôi nghe mạng nhiều lắm rồi mà chưa có ông nào mà nói mà mạnh như ông Tự Không này hết. Gan như phim đó. Không có, cũng như là cái gương mặt ổng với cái lời nói ổng nó giống nhau. Ổng là mạnh lên, ổng nói là ông lãnh thiên lệnh gì đó là của Ngọc Hoàng Thượng Đế và cái ấn gì đó. Rồi đi dẹp mấy cái này thôi, ông dẹp đây tới Tết đây. Ông dẹp cho mấy người này hết cho tôi và tôi bái phục ông. Tôi mới trọng ông là một người có bản lãnh, có thiên đình cắt cho ông một cái ấn gì đó. Rồi mấy ông tiêu diệt cái hạng đó đây. Vậy đó ông Tự Phong á, tôi nói với ông Tự Phong mà không biết sao nói chuyện với ổng. Ông nói nghe dữ dằn lắm mà không biết ông làm có được hay không. Nếu ông làm được thì bái phục ổng. Thiệt luôn, tôn kính ông luôn. Dẹp mấy người mà xưng hô này, dẹp đi. Còn mấy ông thiên cơ ông khỏi dẹp để đi, rồi thì thiên hạ quýnh mấy ông thiên cơ nè. Mấy ông thiên cơ thôi để dân chúng tính mấy ông thiên cơ. Còn mấy ông sân á, về mấy ông thiên cơ về mà ở đây đi dần dầm nao. Không về nhắc vô người ta đập mấy ông ấy chứ gì dầm nao. Lại nói về dầm nao cho mấy ông ấy chứ chúng đập thấy bà luôn nè. Hết năm nay nè ông Tư Lãnh không biết thân với xã hội, lên cộng đồng mạng nè chỗ không biết thân. Chúng chữ ông nội chữ không cũng tổn phước. Sao nói cô hai gom về dầm nao chứ? Rồi tại nói gì trộn bớt cái miệng ông gì vô đường có nói nghe dầm nao bộ như gì. ông ba là có nói à đây thấy tháng chín là hòa bình thế giới không có mà rồi sống mặn động đất gì rồi sao bây giờ thấy thiên tai quá trời hả cô hai? Bởi vì kêu ông Tự Phong dẹp ông thằng năm đây. Ông thằng nào ông Tự Phong ông chữ ông ta cái thằng Ba Lực này cũng nha. Lúa gì mà thảy dưới biển. Cái chỗ đó là cái gì thần nông ta phục khi thần nông là ta tạo ra là màu đất màu mỡ cho dân chúng ta ăn. Trời ơi cái đó là quyền thoại, người ta gọi là cái chuyện quyền thoại. Cái thời đó là tạo thiên lập địa là có hai vị đó. Rồi ông xưng quá trời phải ông xưng cái vị nhỏ nhỏ sau lưng cũng được. Cái thời gian sau đi ông xưng gì tốc đỉnh luôn, ông Ba Lực này bởi lại đây ông đồ chém cho được. Rồi bây giờ ông Tự Phong ông nói để dẹp coi đây Tết ông dẹp cái nhóm này được không? Ông dẹp là bái phục cộng đó là ông có bây giờ ông Tự Phong này ông nếu mộng dẹp cái nhóm mà với dẹp cái nhóm mà nói là thầy xứ này xứ kia đó ha. Dẹp cái nhóm này đi đừng cho lên mạng là mất cái trí đi. Dẹp sao mất trí là hết nói à. Rồi bái phục cộng này là tôi tin ông Tự Phong này ông có cái ấn của Ngọc Đế. Ấn Ngọc Đế nếu mà nói nè cái lũ ma dương thì Phật không có trừ được, tại vì Phật từ bi. Nếu mà ai trừ lũ ma dương được là có Ấn Ngọc Đế là trừ lũ ma dương, chỉ là Ngọc Đế cái Ấn Ngọc Đế là chữ luôn mà trừ cái lũ ma dương mới nổi thôi chứ Phật không có trừ. Bởi vì ma dương nó đâu ra, nó trong Ngọc Đế mà ra, cái ngôi vị nó là Ngọc Đế, thấy không? Cái mà Dương nói cho ông Từ Thao, ông Từ Thao không biết mà nghe. Ông phải nên nhớ nè, ngôi vị đàng hoàng. Cái đám lũ mà Dương nó có ngôi có vị nghe cho ông biết vậy nghe. Ông mà diệt trừ nó là ông có ấn Ngọc Đế á. Là diệt trừ nó mới nổi chứ không phải của Phật. Phật là lòng từ bi, Phật để giải đạo thôi, cho người ta tỉnh ngộ thôi. Còn tại sao ma Dương đó, tại sao ma Dương nè, nó là ngày xưa nó quậy Phật không được mà nó dám thề. Cái đời mà khi mà Phật tịch diệt rồi trở từ đó là tên mà pháp mà nó quậy hoài. Tại vì nó là con trời mà. Ma Dương cũng là con ông trời. Mà nếu mà ai mà trừ khử được nó là có cái ấn Ngọc Đế. Là ấn Ngọc Đế của cha trời đó là trừ khử nó mới dẹp nó mới được. Mà nhân dẹp được nghe dẹp nó thôi. Cho nó đừng có quậy trần gian này được là nó ngưng lại. Chứ thật ra ông mà nếu mà ông dẹp trừ cái đám lũ Ma Dương này đó ha, thì là tôi bái phục ông, là tôi kính nể ông, là chỗ ông có cái ấn Ngọc Đế. Ông có quyền sử dụng của trời đất này, ví dụ người nào mà chống trời chống đất ông có thể sử dụng là ông dẹp người đó là khỏi mà thế giới này luôn.
cái ngọc đế mà đâu phải dừng dừa. Ai mà cầm cái ngọc đế là thôi thôi không ai dám đụng người đó chứ. Lệnh của trời đưa ra mà. Trên trời đưa xuống mà. Còn Phật là không có nha, Phật là tất nhiên là để dạy thôi chứ không có là dẹp toàn nếu mà. Bởi vì Phật đâu có trừ ma dương được, độ nó thôi. Đâu trừ mà ngọc trời ông trời ông trừ nó đó, tại vì con ổng mà. Là nó nằm trong ngũ hành đó chứ đâu. Ma dương nó nằm trong ngũ hành đó nghe ông Từ Thông. Ông dẹp được, ông dẹp đi. Ông dẹp được đó. Bây giờ mấy người mà xưng hô á, xưng hô cấp bậc cao đó ha, là ông dẹp đi, ông dẹp là tôi mới sợ ông. Ông dẹp được tôi sợ ông á. Tôi bái phục ông luôn. Nói thiệt luôn là có ấn ngọc đế thiệt. Nói thiệt luôn, còn mà ông mà không có thôi ông đừng nói nha, ông dụ trên thế gian là nghe không được á. Tôi nói thiệt luôn á. Ông cầu bà chú xứ về được luôn mà. Không, cầu cái chuyện cầu cái đó dễ mà, nhưng mà cái ấn là để làm việc cái chuyện đám ma dương. Mỹ quái này thôi chứ đâu có cầu quá dễ mà. Trời ơi, cầu ai cầu không được. Cầu được luôn á coi. Cái cô dụ người ta có duyên thì cái chuyện đó thần lực mà. Thì như là bà chú xứ như bà thượng đổng nữa đó, nằm trong ngũ hành, cái ấn đó là trong ngũ hành, là thượng đế là ngũ hành. Đúng rồi. Thì tất nhiên cái đám ma dương nó cũng là trong ngũ hành. Bởi vì ma dương nó không có quậy bới bên gì đó. Ví dụ mấy cái vị mà ngũ hành á là ma dương của người ta mà, ta không quậy, mà quậy mấy người theo Phật pháp. Như mấy cái ông mà tu á thì ma dương nó mới quậy. Nó quậy mấy người tu á, nó thề nó quậy đệ tử của Đức Phật mà. Đó chứ nó đâu có dám quậy ngũ hành, nó là ngũ hành mà. Thì cái chuyện đó nếu mà ngũ hành thì mời ngũ hành với ngũ hành nhau á thì mời được chứ sao không. Bây giờ nè, trên thế giới này nè, trên thế gian này ta cầu. Ví dụ mình muốn mình cầu người ta thành tâm cầu thì các vị người ta tới. Độ hay là ta đập mình đó, cái chuyện đó giờ. Trời tưởng đâu vậy, bây giờ ông Tự Phong nè, ông có dẹp cái đám đó. Đám là đám mà dương. Ông có cái ấn đó là ông dẹp mấy cái đám là tôi mới sợ. Còn cầu bà chú xứ, ông cầu bà chú xứ thiệt không? Hay là tự ông đặt? Trời ơi, tự đặt, khoe của ông tự đặt ra. Ông nghe trên mạng rồi. Ông nói là phần lực chú lắm đó con.